Okay, question number four. Okay. Number four, the children has a smaller than the master hand. That's right. And question number five. Number five, the man is tall Taller. and older than everyone. Okay, thank you. That's right. Đúng rồi. Đáp án của bạn thì đúng hết đây nè. Rồi. Rồi, ví dụ như là mình quay lại cái này đi. Rồi, con thấy cái bức hình này chưa? Con có thể giúp cô name the animal. Tên Neil giúp cô cái tên của hai động vật này nè con. Lizzie. This Giraffe. giraffes Giraffe. And which animal is this? and tiger. Tiger. Rồi, bây giờ nếu mình so sánh hai cái bạn này thì cô muốn nói là bạn hươu cao cổ thì cao hơn bạn hổ thì mình sẽ nói sao nhỉ? The Giraffe. giraffes tall Tiếp theo sẽ than là bạn sư sang ơi, chú ý này, tiếp theo sẽ là động từ to be. giraffes. The graph is taller than tire. Then tiger. Rồi. The tire. Rồi cái từ này này mình sẽ đọc là then. Then. The giraffe is taller than tiger. Rồi bây giờ mình nói ngược lại nào. Bạn hổ thì thấp hơn bạn hươu cao cổ thì mình nói sao nào? The tiger is shorter than the grass. Giraffe, thank you. Good. Rồi, còn bức hình nào sao nhỉ? To see the woman and the children. Mình sẽ nói là the children thì là thì là trẻ hơn cái người phụ nữ á, thì mình sẽ nói sao nhỉ? The children are Younger. younger than the woman. Then a woman. Rồi, bây giờ ngược lại nào. The woman is Yes. older than the children. Okay, thank you very much. Rồi, buổi học đến hôm nay thì là kết thúc rồi. Cô sẽ gửi bài tập về nhà lại cho bạn Susan sau nha. Rồi, mình sẽ học trong cái buổi tiếp theo nữa. Okay, goodbye Susan, see you next time. Goodbye, teacher. Okay.